vui chơi, dẫu đi một nơi chẳng lo một giây, ăn gì cũng có bố lo, chơi đùa chẳng sợ nắng to, sống xuôi cứ thế lăn ra khó khó. Rồi khi 20 đến khi 30 vẫn luôn vui tươi bước trên cuộc đời, dù có sóng gió bão hay mưa to vẫn vô tư lo, vẫn không nhăn nhó, còn chỉ cần có bố thôi, vì bố sẽ giúp cho con vượt qua mọi tháng trầm đi đến thành công. Bố là tất cả, là người tuyệt vời nhất trên đời, bố là tất cả, là niềm vui và lẽ sống, bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới của con, bố là tất cả, bố ơi bố ơi, bố là tất cả, là người tuyệt vời nhất trên đời, bố là tất cả, là niềm vui và lẽ sống, bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới của con, bố là tất cả, bố ơi bố ơi. Các bạn có nhớ những sự kiện xảy ra tập trước hay không? Bây giờ trước khi xem phim cùng nhân điểm lại những sự kiện chính của tập trước nha. Ba sẽ đòi lại cái quyền làm ba của ba, được chưa? Chú Hiếu có tổng cộng tất cả là 7 điều kiện. Trời ơi! Ba ơi là ba! Ba chị em chúng tôi chưa bao giờ nói và hứa sẽ răm rắp nghe theo lời của ba. Tôi có bằng chứng. Ba quyết tâm kiện như vậy mà ba cô không thèm giúp ảnh luôn. Ảnh đi làm đã bị như vậy rồi, về nhà con cũng bị đối xử tệ bạc nữa. Nhà mình đâu đối xử với em như vậy hả? Thư, con có chịu về đây ở không? Sau 3 tháng ba hứa ba sẽ không nói gì tới thằng Nhân hết. Ba sẽ hủy bỏ cái vụ kiện tụng. Chỉ cần ông Nhân đem vợ về đây ở thì cậu sẽ hủy kiện. Con đang nghĩ mà lần này mà chỉ có 3 tháng thôi hả? Xong 3 tháng là ba chồng con không có kiện nữa. Đã nói trước là con không về làm dâu rồi mà. Chuyện bên nhà con á, rắc rối hơn mẹ tưởng tượng đó. Dạ, con xin lỗi. Tạm thời cũng ổn rồi. Con xin lỗi vì thời gian qua để ảnh hưởng tới công việc. Con sẽ cố gắng giải quyết trong thời gian sớm nhất. Hay là con tạm đi đâu đó lánh mặt từ thời gian đi. Dạ. Có một khóa học bên Mỹ. Nếu chuẩn bị thì sẽ kịp nhập học vào tháng sau. Con có thể ngưng làm việc mà chuẩn bị hồ sơ ngay từ bây giờ đi. Qua đó đó, con có thời gian để hoàn thiện đồ án. Hai vợ chồng mới cưới mà, cũng có thời gian bên nhau. Còn chi phí đã có bệnh viện lo rồi, hai đứa lo về sắp xếp rồi đi cho kịp. Dạ, nhưng có điều con đang phụ trách một vài bệnh nhân, nếu con bỏ đi giữa chừng thì... Chuyện đó đừng có lo, bác có thể thu xếp mà. Còn chuyện kiện tụng á, đã có luật sư người ta lo rồi. Dạ, con xin cho con được tự giải quyết chuyện của mình. Nè, ba mẹ nói sao thì con cứ làm y như vậy đi, đừng để rắc rối kéo dài, để cho anh Thư nó lo lắng nữa. Hả? Dạ, ba giờ em đã quyết định rồi. Em không nhớ ba nói cái gì sao? Chỉ cần một trong ba đứa không thực hiện được thì coi như là công cốc. Ba giờ em nói sẽ gửi luật sư qua giải quyết. Như vậy có nghĩa là một mình em an phận ở bên cái đất nước khác, còn bỏ mặt chị với thằng Nghĩa ở đây chiến đấu đúng không? Mà bây giờ ví dụ nè, thằng Nghĩa nó chịu đóng cho ba một tháng 5 triệu, là coi như chỉ còn có một mình chị chiến đấu với ba thôi. Thì em chưa quyết định cho nên em mới gọi cho chị nè. Sao tự nhiên chị lại cáu gắt với em? Bản thân em cũng muốn mà. Một tiếng em cũng ba vợ, hai tiếng em cũng ba vợ. Nhưng mà em cảm thấy vậy cũng tốt mà. À, phải rồi. Cơ hội tốt của em đó. Bởi vì em ráng mà em nắm bắt cơ hội của em đi, đừng có để vuột, nghe chưa? Nhưng mà em không muốn dính tới anh Thư. Lại còn vậy luôn đó hả? Được rồi, không ai được đụng vô anh Thư đúng không? Vậy thì để cho người ta đụng vô chị đi. Chị đi coi mắt 10 lần cho em vừa lòng. Alo. Thấy rồi đó. Có chuyện gì ra đây nói đi. Ừ.
Vụ gì? Mẹ cho con qua nhà anh Nhân ở nha. Có 3 tháng thôi mà mẹ chớp mắt một cái là qua liền. Nữa hả? Tại sao con cứ muốn dính dáng vào mấy cái chuyện rắc rối của gia đình bên đó vậy? Đâu phải gia đình bên đó gì đâu mẹ. Là gia đình nhà chồng con mà. Con à, ngay từ đầu con đòi lấy thằng Nhân, mẹ đã không chấp nhận rồi, mà con cũng muốn lấy gì bằng được. Đó, bây giờ nhức đầu chưa? Dạ chưa. Trời đất ơi, mẹ đẻ con ra mà con không có giống mẹ chút nào hết trơn. Không giống cái gen của mẹ chút nào hết á. Con phải quyết đoán mới được con à. Mẹ, nhưng mà có khổ quá thì con sẽ là người chịu khổ, chứ mẹ đâu có chịu khổ đâu mẹ. Trời, bỏ tay. Thôi được rồi, nếu muốn đi thì cứ đi đi ha. Nhưng một khi bước chân ra khỏi cái nhà này, đừng bao giờ gọi tao bằng mẹ nữa. Mẹ. Mẹ. Em đừng quên một tiếng là mẹ, một hai tiếng là mẹ nữa. Trong cuộc sống của em có nhiều thứ em phải tự giải quyết chứ. Không lẽ không có mẹ, em không làm được gì hả? Vấn đề không phải là mẹ em cho hay là không cho, mà vấn đề là em có muốn đi hay không kìa. Hai trăm, ba trăm, năm trăm, một triệu. Sao nợ dữ vậy ta? Trời ơi, còn nữa này trời. Làm gì đây? 500 800. À, trời. Ủa mày làm gì vậy? Trả lại. Được rồi. Hùng 300, đầu bếp 1.3 triệu, tiền phạt 800, gì đây? Đưa cho ba 5 triệu. Thì cái vụ kiện đó, ba tao kêu là mỗi tháng phải đưa cho ba tao 5 triệu rồi ba mới chịu hòa giải. Vậy thì tốt quá rồi, mày đưa cho ổng đi. Mất 5 triệu đỡ hơn mất 2 tỷ. Mày lời quá là còn gì. Mày biết như vậy á thì còn không chịu tăng lương cho tao nữa. Muốn tăng lương hả? Ừ. Muốn tăng lương làm gì chỉ có ít đi. Mày đúng là cái ông chủ mà hút máu nhân viên á. Gì? Hút máu gì? Cái gì nữa? Mà sao mày không chịu sáng tạo thực đơn mới đi? Gì? Thực đơn mới gì? Bộ mày không đọc thông báo hả? Tao sẽ thưởng 30 triệu cho giải nhất và 50 triệu cho giải đặc biệt trong cuộc thi sáng tạo thực đơn mới. Thiệt hả? Ừ. Ở đâu? Tao dán trong bếp đó. Trong bếp? Ừ. À quên, tao tính đi hẹn hò với Linh Giang. Nghe nói mày với cổ chia tay rồi, nhưng mà tao nghĩ vẫn phải nên nói cho mày biết. Mày thấy vậy có được không? Những cái chuyện về Linh Giang mày không cần nói tao nữa đâu. Cuộc sống của Linh Giang là do cổ quyết định. Cho dù cổ có quen mày hay là một ai khác cũng không còn liên quan tới tao nữa. Mày sao vậy? Tao biết mày vẫn còn tình cảm với cổ. Giận hờn cổ làm gì cho cổ đau lòng? Tại vì cái lòng tự tôn của tao nè, được chưa? Làm theo cách của anh có ổn không vậy? Em thấy anh nghĩ anh khó chịu quá à. Yên tâm đi, cứ tin tưởng anh. À, còn cái này của Nghĩa nè. Anh Lâm. Bây giờ ký tấm poster mà cuộc thi sáng tạo ẩm thực của thằng Bách nó dán á, nó đâu rồi? Ở đâu rồi? Kìa hả? Em cảm ơn nha. Này rảnh thiệt.
Ba không có ở đây. Giờ làm sao ta? Con chào cô. Cô cũng tới đây hả? Ừ, con tới làm gì vậy? Dạ hình như là con đang suy nghĩ chuyện gì đúng không? Dạ không có gì ạ. Thôi con xin phép cô, con đi về trước. Con à, cô nghĩ là cô nên đối mặt với nó đi. Sao hả? Nè, bà hẹn với ông đó mấy giờ vậy? 7 giờ. Thiệt tình luôn á. Nè, tôi thấy bà tìm cách hòa giải đi, chứ không có để lâu được đâu. Ông Nhân với lại Nghĩa là thấy siêu siêu lòng muốn hòa giải rồi đó. Sao bà biết? Tôi đâu có biết, tôi đoán đại thôi mà. Thì bà nghĩ đi, thằng Nghĩa bây giờ cái điều kiện cậu đưa ra quá dễ dàng, chỉ có đưa tiền 3 tháng thôi, đúng không? Chấp nhận liền đi. Còn ông Nhân là ông sắp đi Mỹ rồi, coi như là ông thoái thác, không có đối đầu với cậu nữa. Cuối cùng là còn có một mình bà thôi đó. Bà nói cũng có lý ha. Ừ, bây giờ tôi thấy vậy nè, bà cũng xuống nước chịu đi, nghe tôi lời cậu, đi coi mắt có gì đâu, đúng không? Bà chịu đi coi mắt chừng vài lần đi, coi như là nó qua được cái vụ hòa giải này rồi. Tới 10 lần lận đó, mà tuần nào cũng phải đi. Mà chẳng những vậy còn phải cười cười nó nói nữa chứ không phải là bình thường đâu. Thì kiểu đó kìa, tôi đi chết cũng có lý hơn. Chết gì mà chết, thì bây giờ cũng phải chịu đi chứ. Nè, giờ lên nói chuyện với cậu đi, không có sao đâu, tìm cách lựa lời mà nói, dù gì cũng cha con với nhau mà. Không. Không, mà đi vô là sao? Ủa sao không vô nhà đứng đó làm gì? Bà... Gì? Bà đổi điều kiện cho con đi. Mỗi tháng con đưa cho ba 10 triệu cũng được. Lâu lắm rồi ba chưa có đi du lịch phải không? Để con đăng ký cho ba đi du lịch nha. Con làm gì cũng được, ba đừng bắt con đi coi mắt mà. Không. Ba. Ba nói rồi, muốn cái gì á, nói chuyện với luật sư của ba. Ba, không mấy bây giờ. À, bây giờ ba giảm cho con đi. Ba bớt xuống cho con 5 lần thôi nha ba nha. Một lần con không được nữa. Tự nhiên mình sụt xuống cái 5 lần hả? Ba ơi, con năn nỉ ba. Ba làm ơn ba bớt cho con đi. Con không có đòi hỏi điều kiện gì nữa đâu nha ba. Muốn gì á, gặp luật sư tôi kìa. Ba. Không có ba bốn gì hết á. Ba. Mệt mấy người quá. Bộ chị đang cố gắng thỏa thuận với ba để giảng hòa, chị không tiếp tục kiện nữa hả? Làm gì có. Ê, nhưng chị... Chị đã nói là không có, đừng đi theo chị nữa, chị không bao giờ đi coi mắt đâu. Ủa, nhưng... Alo, Tùng hả con? Hình như con Thảo nó muốn lung lay rồi đó. Con muốn giảng hòa với chú. Dạ, chú đừng trả lời gì hết. Chú cứ bảo với Thảo là trực tiếp nói chuyện với con. Ừ, chú đâu có biết nói chuyện gì với nó đâu. Chú nói nó muốn gì, cứ gọi luật sư của chú. Dạ, hiện tại bây giờ con đang có khách, con sẽ gọi lại chú sau. Anh đến đây có chuyện gì? Tôi đến đây vì việc hòa giải. Vậy thì anh đưa vợ mình về nhà chú Hiếu sống 3 tháng đi. Đó chỉ là một điều kiện thôi. Tôi muốn nghe tất cả những điều kiện của ba, sau đó mới quyết định. Tôi rất tiếc, tôi không giúp được anh rồi. Mà chị Thảo của anh lúc nãy cũng vừa nâng hỉ chú Hiếu là giảm xuống điều kiện đi cô mắt còn 5 lần, cũng như thất bại rồi. Tôi thấy là chị và em của anh bắt đầu lung lay rồi. Họ sẽ không theo điều kiện này đến cùng đâu. Và anh cũng như vậy. Cho nên ngày hôm nay anh tới đây tìm tôi để xin giảng hòa, có đúng không? Tôi không thể đưa vợ về gia đình được. Tôi hết cách rồi. Tôi cũng không thay đổi được bất kỳ điều kiện gì đâu. Chú Hiếu bảo sao thì anh cứ làm vậy đi. Cái đoạn video ba tôi nhắc ở tòa là gì vậy?
Anh thật sự không nhớ là chị em của mình đã từng quay lại đoạn video à? Cái gì? Chị Thảo muốn hòa giải với ba hả? Ừ, chính tay chị nghe mà. Chỉ còn năn nỉ điều kiện xuống còn 5 lần coi mắt nữa. Trời, chị Thảo, em không ngờ chị quá đáng lắm luôn á. Chị nghĩ làm sao mà chị lại phản bội cái kế hoạch của tụi mình vậy? Chị phản bội hồi nào? Chị chỉ thăm dò coi coi là liệu ba có bớt với chị được hay không chứ bộ. Mà em á, chị chưa xử tội em là may. Hẹn chị đã đời rồi về trễ, chị ngồi chị đợi cả tiếng đồng hồ luôn. Chị Thảo. Ủa? Anh Nghĩa cũng có ý định hòa giải với ba á. Sao em biết? Anh bắt đưa cho anh cái này nè. Tiền nợ, tiền đưa cho ba. Trời ơi, em cũng đã lên kế hoạch về cái chuyện hòa giải với ba rồi đây nè. Ghi vô trong đây rõ ràng nè. Đó. Thì em nghĩ trước rồi em tính xíu có sao đâu. Em thấy chị Thảo với lại anh Nghĩa nên hòa giải với ba đi. Dù sao thì ba cũng sẽ bỏ điều kiện thôi. Linh Giang à, dù em có là con nuôi trong nhà nhưng mà tính ra bản chất thì vẫn là người ngoài. Mấy chuyện ở trong gia đình á, mà em nói vô vậy không có hay chút nào hết trơn. Dạ, em xin lỗi. Em nên biết á, cái chuyện gì nói á thì mình nói, còn cái chuyện gì không nên nói á thì mình đừng có nói. Mấy cái chuyện này á mà em nói vô không có được đâu. Cả nhà chị không có ai coi Linh Giang là người ngoài hết. Em cũng nên quen với cái chuyện này đi là vừa. Hơn nữa Linh Giang cũng ở trong nhà chị cũng lâu rồi mà. Ở trong nhà lâu đâu có nghĩa là người nhà đâu chị. Em về rồi nè. Anh Nhân. Anh về rồi hả? Ừ. Sao về trễ vậy? Em đi lấy bằng chứng. Nó nằm trong USB này nè. Mọi người lên phòng của em coi đi. Không biết trong này có cái gì mà ba làm ra vẻ nghiêm trọng dữ vậy ta. Nó nhiều quá à. Nhưng mà em sẽ không bị lung lay đâu. Được chưa? Thấy em chưa? Để em canh cái tóc tóc em được chưa? Sao cái tóc tai của em không bao giờ mà chị chỉnh chị sửa được á. Thế nó lụm thụm tùm lum la hết trơn vậy. Em đâu biết đâu, em chạy gọn lắm rồi đó. Rồi nè, đưa. Ê, xích qua bên đây một chút để mất hình. Rồi. Ê, em cũng phải xích qua, em chữa chỗ. Ủa, cái này mình quay hồi nào vậy? Được chưa? Được. Hình như là hồi em cấp 3. Bây giờ nha, mình đếm 1, 2, 3, mình nói chúc mừng sinh nhật xong rồi cái mảnh nào nấy chút nha. Linh Giang. Dạ. Mấy đứa đâu mà có mình con dọn dẹp ba vậy? Dạ mấy anh chị đang ở trên lầu coi cái video clip á ba. Video nào? À, thì cái video mà luật sư Tùng gửi á. À. Rồi. 2, 3. Chúc mừng sinh. Nhìn mọi người dễ thương quá ha. Đầu đó nói sao vậy? Chúc mừng sinh nhật ba. Nói lại coi. Sinh nhật ba. Rồi, lại nha, một lần là ăn ngay nha. Dạ. 2, 3. Chúc mừng sinh nhật ba. Ba ơi, năm mới con chúc. Gì năm mới? Sao? Tớ phải đâu. Không. Ba, con xin hứa với ba là sau này con sẽ lấy chồng, sẽ sanh con. Cuối tuần á, tụi con sẽ đưa cháu ngoại về chơi với ba. Chỉ mong là lúc đó ba còn thật là nhiều sức khỏe để ba chơi với cháu thôi. Chỉ cần con ra trường, con sẽ cưới vợ, con sẽ chăm sóc cho ba đến suốt đời. Con hứa. Con hứa, sau này con có việc làm, con sẽ kiếm thật là nhiều tiền về cho ba. Lúc đó là ba chỉ cần ngồi hưởng thụ thôi, không cần làm cái gì hết. Bây giờ ba chị em con hứa rồi, ai mà không thực hiện là bị bắt bỏ tù nha. Ba chị em con xin hứa. Xin hứa. Ba ơi, nói tóm lại là thằng Nhân là nó thương ba nhất nhà luôn. Đúng rồi đó ba. Còn chú ba làm gì đó? Dạ ba. Dạ đâu có làm gì đâu. Ở đây không gió mát. Ba nấu bò kho trên đó đó. Nên nấu bột xuống ăn. À, dạ, con ăn nhiều cà rốt. Con cũng ăn bò kho. Dọn dẹp đi nha, tôi đi xuống trước.
con. Dạ ba. Chị khát nước quá. Em cũng đói bụng quá. Con nhân nè ba. Dạ, con chúc mừng sinh nhật ba. Con cảm ơn ba. Thời gian vừa qua, ba đã vất vả hết lòng vì chị em chúng con. Con rất cảm ơn ba vì cho con học thành tài, học lên đến trường. Con chúc mừng sinh nhật ba. Con mong ba biết là con thương ba nhiều lắm. Cha ơi, con đã lớn khôn thật rồi. Con là tình yêu, là tất cả của đời cha. Như ngày thơ, dẫu nắng hay mưa trên đầu, dẫu khó khăn bao nhiêu màu, cha vẫn mong con được giấc ngủ sâu. Con của cha ơi, con hãy luôn luôn tin rằng cha là tia nắng soi sáng cho con từng bước chân. Dòng đời trông gai, đôi lúc con thấy mệt nhoài, vấp ngã trên con đường dài, cha mãi bên con dìu dắt con. Dù mai đây cha hóa mây bay lên trời, nhưng vẫn sẽ luôn mỉm cười khi thấy con thơ nên người và được hạnh phúc. Này con hỡi, cha giữ mãi trong tim bao điều là năm tháng bên con sớm chiều và tình yêu cha dành cho con. Cần phải có dũng khí riêng cho mình. Con đừng có phụ thuộc vào cảm xúc và suy nghĩ của người khác quá. Nhưng mà ba chồng con yêu cầu khó quá. Con sợ là ba mẹ con sẽ làm ở Mỹ lên. Chỉ có 3 tháng thôi mà con, mà thằng Nhân nó sẽ tôn trọng con cả đời. Vả lại con đã là dâu nhà này rồi mà, là thành viên quan trọng. Thank you.
Ba, con có chuyện này muốn nói với ba. Chuyện gì? Ba xem cái này đi. Chuyện gì nữa đây? Cuộc thi sáng tạo thực đơn ẩm thực, giải nhất 30 triệu, giải đặc biệt 50 triệu. Ủa là sao? Bây giờ con chưa có tiền vì con chưa có lương. Nhưng nếu con thắng cuộc thi này, con sẽ có 50 triệu. Lúc đó con sẽ hoàn thành nghĩa vụ nộp 5 triệu một tháng cho ba. Con làm như vậy được không ba? Ý con sao? Con muốn hòa giải với ba. Nó muốn hòa giải với anh kìa. Nhưng mà cái này là cái cuộc thi. Chừng nào mà nó đậu cái giải đặc biệt đó thì nó mới có 50 triệu. Ba yên tâm đi, con chắc chắn con sẽ được 50 triệu. Câu này nghe quen quá. Anh, lần này con nói thật sự nghiêm túc, con hứa với ba. Ba, hay là ba cho anh cơ hội với ba. Anh này, cho nó cơ hội đi. Nó có lòng mình có dạ. Nếu nó làm được thì sao? Còn nếu nó không làm được thì mình kiện lại từ đầu. Nhưng mà con hứa con phải nhớ nha. Dạ, con hứa. Thôi được rồi, muốn hòa giải thì hòa giải. Yes. Thôi sao nó vui quá. Ngồi ngồi đây, con ba nó múc đồ ăn sáng cho ăn. Bảy lần thôi nha ba. Ba, bảy lần thôi chứ mười lần nhiều lắm. Thôi được rồi, mười lần thì mười lần. Vậy là con đã đồng ý giảng hòa với ba rồi phải không? Con đồng ý. Vậy là thứ bảy tuần này đi coi mắt nha. Thời gian với địa điểm là do ba quyết định mà, chừng nào cũng được. Ba thắng con cái mà ba vui vậy đó hả? Chứ sao, thắng không lẽ buộc. Ba làm con tức chết luôn á. Con làm sao mà chết được, con phải sống. Con là con gái xinh đẹp của ba mà. Ủa bên nhà có chuyện gì hả con? Anh, lấy đồ vô cho em đi. Ủa có chuyện gì hả con? Niềm vui và lẽ sống, bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế.